满光华，今日非凡是慧根，唐朝女皇武则天。喂，人来！你这个人要把人顶好，为什么来了？快点！là do ta ra lệnh cho Quan Nhi kêu nàng hãy hành thích ta để biết phòng vệ như thế nào. Hả? Thì các người đừng nên tưởng đó là sự thật. Vậy chứng minh các người canh gác rất kỹ càng. Các người sẽ có trọng thưởng. Lui ra đi. Chúng ta là đa tạ tiên hậu. Quanh Nhi rất kính nể, sau này sẽ không tái phạm. Chúng thần bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các hiền khánh bình thân. Bình thân. Tạo hoàng thượng. Hài Nhi bái kiến mẫu hậu. Chúng thần bái kiến thái hậu. Tất cả hãy đứng dậy. Tạ ơn thái hậu. Truyền lệnh của ta phong Hàn Dương Lý Nguyên Vạn bảy vị đại gia lên chức tam công, ngoài ra Bùi Đàm lên chức thượng thư. Thần Nhi xin tuân lệnh mẫu hậu. Hạ thần xin đa tạ thái hậu. Đã một tháng rồi, hoàng thượng lên ngôi, cảm thấy có gì khác lạ không? Hay lắm, hay đến không thể tưởng được. Trời thật có mắt, hoàng thượng rồi cũng được lên ngôi. Khi xưa ai cũng nói rằng, trẫm không bằng hai vị hoàng huynh. Nhưng mà bây giờ thì như thế nào? Một người thì chết rồi, người khác bị đày đi Tam Châu, cách kinh thành cả ngàn dặm. Trẫm chỉ là hàng thứ ba, nhưng cũng đã được lên làm vua rồi. Ông trời thật là có mắt. Hoàng thượng cũng đã được lên ngôi. Thần thiếp từ một người bình thường thành Dương Phi, Thái Thử Phi, cuối cùng được lên ngôi hoàng hậu. Nhưng mà người nhà của thần thiếp còn chưa có được hưởng ơn phước của hoàng thượng. Ủa, ý của nàng là? Ta sẽ hỏi thần thiếp. Lúc xưa khi thái hậu được phong chức hoàng hậu, gia đình họ Võ ai ai cũng đều được thăng quan tiến chức. Một người lên ngôi thì ai cũng phải lên theo chứ. Đâu có khó khăn gì. Hiện nay trẫm là hoàng thượng, muốn cho ai được lên làm quan thì người đó sẽ được làm quan. Được, phong cho cha nàng làm đô đốc Thượng Châu. Chức đó nhỏ lắm. Thần thiếp muốn xin hoàng thượng cho cha làm chức trì trung, còn mẹ Dứa Hiên thì thần thiếp muốn xin cho bà làm quan ngũ phẩm. Được, trẫm phê chuẩn, ngày mai sẽ ra lệnh. Thần thiếp xin cảm ơn hoàng thượng. Dạ bẩm hoàng thượng, thần không dám đồng ý. Sao vậy? Khanh không đồng ý à? Bẩm cáo hoàng thượng, cha của hoàng hậu Dĩ Huyền Trinh trước đây không lâu chỉ làm quan chức nhỏ bé thôi. Nếu mà thăng lên làm đô đốc Thượng Châu á, đã là chuyện hiếm có. Vậy cũng đủ chứng tỏ lòng ưu ái của hoàng thượng rồi. Từ trung là thừa tướng,
cho thăng lên như vậy là không hợp lý, ngược với quy luật của bản triều. Dạ, thần nghĩ rằng không nên làm như vậy. Nhưng mà trẫm đã đồng ý với hoàng hậu rồi. Hoàng thượng, việc này trọng đại, xin đừng khinh suất. Thần xin hoàng thượng thâu hồi mệnh lệnh. Cái gì? Ngươi dám nói trẫm khinh suất à? Ngươi tưởng có di chúc hoàng thượng để giúp đỡ triều chánh rồi ngươi coi trẫm không ra gì? Bây giờ trẫm không phải là thái tử mà là hoàng thượng. Nếu trẫm thích, dù là cho hết giang sơn dĩ quyền trinh cũng đâu thể phản đối được. Vậy có thật như vậy sao? Dạ thần đâu có dám nói dối với thái hậu à. Thật ngu dốt. Từ nhỏ cho đến lớn, ta đã biết trước nó là một người ngu dốt. Nhưng thật là không ngờ nó ngu dốt đến mức độ này. Nó coi triều chánh và luật lệ của bản triều không ra gì cả. Nó lên ngôi vừa hơn 40 ngày thì ngang tàng hoành hành như vậy. Sau này nó càng làm bậy hơn nữa. Chúng thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng giảng đi, giảng giảng đi. Bình thân. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Thái hậu gia lâm. Thái hậu gia lâm. Thần nhi bái kiến mẫu hậu. Chúng thần bái kiến thái hậu. Tất cả hãy đứng dậy. Tạ ơn thái hậu. Bùi Đàm, Lưu Dĩ Chi. Dạ có thần. Theo thánh chỉ thái hậu, hôm nay giang hoàng thượng xuống làm lỗ lăng dương. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, hài nhi vô tội mà. Con đã muốn giao hết giang sơn cho Dĩ Quyền Trinh, vậy không phải là một tội lớn hay sao? Dạ bẩm mẫu hậu, đó, đó chỉ là một chuyện nhẫn chơi thôi. Con nói gì? Là một lời giỡn chơi. Làm vua không được nói đùa. Hãy đem Lỗ Lăng Dương đi nhốt và sẽ chọn một vị vua khác. Tuân chỉ. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu. Thần nhi xin tạ ơn mẫu hậu. Xin hoàng thượng dời gót đến Kim Lăng để bái kiến thái hậu và nhận triều bái của ba hoàng. Dạ. Tân hoàng đế đến để bái kiến thái hậu. Thần nhi dẫn Lưu hoàng hậu, báo đức phi bái kiến mẫu hậu. Hãy đứng dậy đi. Tạ ơn mẫu hậu. Chúng thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tương Dương Lý Đường đăng ngôi là Dung Tôn, sửa niên hiệu là Văn Minh. Người chết không sống lại được.
Thái hậu, xin người đừng có buồn nữa. Không phải ta đang buồn, mà là đối với mấy đứa con ta, ta hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Ta lo cho hoàng thượng đương thời là đương nhi, cũng không có hy vọng gì cả. Nhất là tánh tình của đương nhi cũng giống như cha nó là tiên hoàng. Nếu mà nó có một chức quan bình thường thì nó có thể bình an vô sự. Nhưng mà nó là một hoàng đế, thời gian lâu thì đại thần sẽ nắm quyền, trở thành vị thiên tử bù nhìn. Không có thực quyền, bị họ thao túng thì sẽ đưa đến tình trạng nước mất nhà tan. Cho nên thái hậu sửa niên hiệu, mà kể cả màu của quốc kỳ, tên hoàng cung, quan phủ, tên các chức quan đều được sửa đổi cả. Đúng. Từ nay trở đi, ta sẽ đổi triều Lý thành triều Võ, sẽ dùng danh hiệu của Võ gia, Võ thị nhất thời. Thái hậu đã phế bỏ hôn quân, nhưng mà vẫn còn lấy được thực quyền, đâu còn thể thống gì. Hãy nên giao tất cả thực quyền cho thiên tử, để an lòng muôn dân thiên hạ mới là điều danh chánh ngôn thuận. Lão phu e rằng thiên hạ sẽ có người đổi vậy. Bẩm cáo thái hậu, cháu của Lý Trinh, Lý Kính Nguyên tạo phản. Ngụy triều Võ thị tánh không ôn hòa, xuất thân hèn kém, là hạ nhân của Thái Tôn, đã có những hành vi mờ ám, ham mê sắc dục, đã từng ngoại tình, làm bại hoại triều cương, tranh giành quyền thế, không giữ chức phận nữ lưu, dùng thủ đoạn để mê hoặc nhà vua, hãm hại các vị quần thần, âm mưu độc ác, lòng lan dạ thú, kết bè kết đảng, tàn sát trung lương, giết chị hại anh, giết vua biếm quân. Người và trời đều phẫn nộ, trời đất không dung, cũng như bao bọc kẻ ác, khinh khi điều luật, đem con của tiên hoàng nhốt vào lao tù, lập nên tà phái, giao cho trọng trách, không có tình nghĩa mẹ con, không có nhân nghĩa đạo đức, dèm yểm hoàng tộc. Nay đời sẽ dứt nữ lưu cầm quyền, sẽ đem đến một sự suy thoái. Kính nghiệp hoàng thất cựu thần, công hầu gia tử, theo tiên đế để thành nghiệp, được mang ơn của bán triều, sự hưng vong của Tống Tử, lương hữu dĩ giả, nguyên quân sơn chi lưu lệ, cao tùng nhiên quắc, dùng khí phẫn phong dân, chí an xã lăng. Vì thiên hạ thất vọng, thuận vũ nội chi vi tâm, phất cờ khởi nghĩa, để trừ yêu khí, nam liên bách việt, bắc tận tam hà, cởi ngựa thành đoàn, ngọc phủ tương trợ, hải lăng hồng lúa, kho trữ tích phi cùng, giang bộ hoàng kỳ, số kiếp dương phục, hà viễn ban thanh động nhi bắc phong hỷ, kiếm khí xung lên, nam hồ bình ám điểu tắc sơn hà băng thục, na tất phong dân biến sắc, lấy thế trị địch, địch nào không tàn, lấy thế đồ công, công nào trả khắc, công già cư hán địa, hòa hiệp chu thân, hoặc phải trọng ký thoại ngôn, hoặc thủ cố mệnh tuyên thất, trung đẩu dông tâm, nhất nhóm chi, thổ chưa cạn, lục thước chi hồ hà giao. Đợi một chút, hai câu vừa rồi người hãy đọc thêm một lần nữa. Dạ. Một nhóm chi thổ chưa cạn, lục thước chi hồ hà giao. Bài cổ văn này người có biết là do ai viết không? Bẩm cáo hoàng thái hậu, là do Quan Long Hải Lộ Vinh Dương viết. Thật là một tài bút tuyệt diệu. Nội dung tuy rằng hư ngụy không nghĩa, làm cho ta không vui, nhưng mà tài bút của họ cũng là một bài văn hay. Người viết bài văn này có tài học như vậy, nhưng lại bị đày ở thôn quê,
thất ý lạc loài, có phải là do lỗi lầm của thừa tướng không? Thần có lỗi, thần nhận lỗi. Đứng dậy đi. Tạ ơn Thái hậu. Quanh Nhi, ngươi hãy đọc tiếp đi. Dạ. Thượng năng chuyển họa di phước, đưa đến sự cư, công lập cầm dương chí quấn, vô phế đại quân chí mệnh, phàm chư tước thượng, đổng chỉ sơn hà, như kỳ quần quyến cùng thành, bồi hồi kỳ lược, ngôi vị tiên cơ đánh dấu, hậu quả sẽ bị tru di tam tộc, phải là thiên hạ của nhà nào? Tài bút viết hay lắm, câu văn thứ tự, khí phách hào tráng, thật là uyên bác kỳ tài. Vậy ta phải cho 300.000 đại quân để đi chinh phục Lý Kính Nghiệp. Dạ bẩm Thái hậu, hạ thần nghĩ rằng việc này không nên vội vàng. Mau lẹ sẽ chiến thắng, tại sao ngươi lại nói ta đừng nên vội? Dạ bẩm Thái hậu, sở dĩ Lý Kính Nghiệp tạo phản là vì hoàng đế đã trưởng thành nhưng không được tham dự triều chính, mà gây nên muôn dân không hiểu, cho nên họ mới lấy cớ để khởi nghĩa. Chỉ làm loạn được một thời gian ngắn mà thôi. Nếu Thái hậu chịu trả quyền lại cho hoàng thượng, họ không còn cớ để khởi nghĩa, đồng thời có thể chinh phục được loạn. Như vậy Thái hậu đâu còn lo lắng nữa chứ. Bùi Trị Trung, lời của ngươi không hợp lý. Im đi, địch nhân kiệt. Lão phu bẩm cáo Thái hậu, ngươi đâu có quyền gì xen vào. Bùi Đàm, chính người phải im miệng. Bẩm cáo Thái hậu, Bùi Đàm do tiên hoàng giao trách nhiệm lo việc triều chánh. Nếu ông không có ý muốn khác, tại sao cứ khuyên bảo Thái hậu phải nhường quyền cho triều đình? Thần dám nói ông có âm mưu mờ ám. Võ Thành Tự, ngươi hãy im lặng. Bùi Đàm, thần đây. Ta lâm triều lo việc triều chánh, vì sao mà không được? Việc ta xử triều chánh đã có chỗ nào làm cho nhân dân bất mãn hay không? Thần nghĩ về thể diện và điều lệ triều cương của triều đình. Điều lệ của triều cương là gì? Dù sao đi nữa, ta cũng là một bậc nữ lưu. Lý do gì mà nữ lưu không thể nắm quyền? Nữ lưu có phương diện nào thua kém phái nam? Thần hãy chém đầu Bùi Đàm, Mã Di nhiệm chức trì trung. Thần tuân chỉ. Võ Thái hậu nắm quyền triều chính, liên tiếp thay đổi thái tử, thậm chí phế bỏ hoàng đế, không nhận lời khuyên bảo, không trả quyền cho thiên tử, trước sau gì cũng có đại loạn à. Hành hình. Thái hậu, gần đây dường như Thái hậu dễ nổi giận lắm. Đúng vậy, nô tài cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Tiểu thuần tử, ngươi ở bên cạnh ta đã lâu rồi, chẳng lẽ ngươi không hiểu được con người của ta sao? Đừng sợ, ngươi và Quanh Nhi đều trung thành với ta, mà còn giỏi hơn các con của ta nữa, nên ta không giận các ngươi đâu. Thái hậu, thật ra những người đó... Ngươi không hiểu, ngươi đã không nghe những gì mà chúng nó nói hay sao? Nếu mà ta chịu trả quyền hành cho hoàng thượng, không cần xuất binh, thì bọn phản ta sẽ không còn chính nghĩa, và cuộc nổi loạn Dương Châu sẽ được dẹp tàn. Nô tài hiểu rồi. Ngươi có biết không, những chuyện này đã kích rất nặng đối với ta. Ý của Thái hậu là... Việc này làm cho ta nghĩ đến bọn tham quan cố vị,
không hỏi thành tích thế nào, đầu óc bảo thủ và cố chấp, cứ nghĩ về truyền thống. Ta đây đã nhìn thấy rất rõ, chúng nó giống hệt như Trưởng Tôn Vô Kỵ. Muốn đưa một vị cao tôn hoàng đế giống như Đường Nhi vậy, lập một ông vua bù nhìn, để chúng nó có thể nắm được quyền hành. Đối với mưu đồ của chúng nó, ta đã nhìn thấy quá rõ. Những người ủng hộ chúng nó thiếu sự thích ứng với tình hình thực tế và đầu óc ngoan cố để bảo vệ và khuếch trương sức mạnh và lợi ích. Còn nữa là truyền thống quan liêu và tham vọng của chúng nó. Ta đây rất là oán hận, cho nên đã có quyết tâm sẽ thẳng tay đập nát mưu đồ chúng nó. Vậy xin cho phép nô tài, Thái hậu có thể đợi thêm một thời gian nữa và dùng cách nhu hòa một chút để mà giải quyết. Tiểu thuần tử, ta đây đã có quyết tâm như vậy, đâu có phải là sự quyết định trong một hai ngày. Sự việc đã xảy ra để tránh Lý Kính Nghiệp thứ hai nổi loạn, thậm chí đến người thứ ba, cho nên ta đã quyết tâm như vậy. Ta không thể tha thứ bất cứ ai. Công công, Quanh Nhi đã có nói Thái hậu là người đảm trách nhiệm số phận của đại đường, không phải như một nữ lưu bình thường. Sự suy xét của Thái hậu chúng ta không thể nào nhận xét được đâu. Sự nghiêm khắc của người nắm quyền chúng ta không thể hiểu một cách dễ dàng, nhiều khi phải rất là dứt khoát, nếu không phải nhận lấy hậu quả. Tiểu thuần tử, Quanh Nhi đã kết luận giùm ta rồi đó. Dạ. Thái hậu, bông đèn nở rồi, chắc là có chuyện mừng. Ủa? Dạ bẩm Thái hậu, sự nổi loạn của dân chúng đã được dẹp tan. Quanh Nhi, quả nhiên lời ngươi nói không sai. Đó là sự uy nghiêm của Thái hậu, hồng phúc tề thiên. Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu. Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu. Thái hậu lâm triều. Cầu kiến Thái hậu. Đứng dậy đi. Tao Thái hậu. Ta đang tính rằng trả quyền cho hoàng đế. Chắc đây không phải là ý muốn của mẫu hậu đâu. Hoàng thượng, tại sao đoán như vậy? Cách đây không lâu, sức khỏe của mẫu hậu rất yếu đuối, không có ý muốn trao quyền cho trẫm. Nhưng hiện nay sức khỏe của mẫu hậu đã khôi phục, tại sao mẫu hậu lại trao quyền cho trẫm? Sự quyết định của mẫu hậu tại sao đột nhiên như vậy? Và cũng không phải là dễ dàng để chấp nhận đâu. Hoàng thượng, vậy thì người tính sao đây? Mưu kế duy nhất của trẫm sẽ là lên trình thối vị. Chính hoàng thượng đã trình lên xin thoái vị. Các ngươi đã thấy chưa? Không phải là ta không muốn giao quyền, mà là hoàng thượng trình lên xin thoái vị, không muốn lên ngôi. Dạ. Yeah. Nếu mà như vậy, không còn cách nào khác, ta sẽ tiếp tục lâm triều chủ chánh.
Bẩm báo Thái hậu, Thái hậu nhiếp chánh thuận thiên hợp đạo là phước của triều đình và muôn dân. Thái hậu đã từng giúp đỡ cho tiên hoàng đế 30 năm nay, chuyên tâm thành ý xử lý triều chính, kết quả tốt đẹp hơn cả những người tiền triều. Nếu mà các đại nhân ủng hộ ta như vậy, còn hoàng thượng lại giao tất cả trọng trách cho ta tiếp tục chủ chánh, thì ta sẽ trực tiếp mà hết lòng trị vì thiên hạ. Thần Ngư Bảo Gia, bẩm cao thái hậu, điều hành triều chính là phải có ý kiến của mọi người đóng góp. Thần xin bẩm cao lập một hộp thư để cho muôn dân có thể góp ý kiến, bỏ vào hộp thư vừa lòng dân chúng. Hộp thư à? Dạ bẩm thái hậu, thần được lệnh để điều tra vụ này đúng theo sự thật. Hiện nay thần xin được bẩm báo, trình biểu thư lên thái hậu minh xét. Hộp thờ được lập thành ngày hôm qua cho đến hôm nay, người mà được lệnh của ta ở kế bên hộp thờ để giám xét thì nhận được rất nhiều ý kiến của dân chúng. Có một bức thư mật cáo trong triều đình có nhiều vị quan phạm lỗi và đưa lên rất nhiều bằng chứng. Đêm qua ta đã có cho người để đi điều tra về vụ này. Tất cả đều đúng sự thật. Ngư Bảo Gia, dạ có thần. Không những người ta nói là người, người đưa thư tố cáo người đã cho người chế tạo binh khí cho lũ phản tặc, khiến cho bọn phản tặc có nhiều phương tiện và đã gây nên nhiều sự chết chóc cho binh lính triều đình. Dạ thưa thái hậu, thần bị quan à. Quan à? Đây là mật thư tố cáo với bẩm báo của Võ Thành Tư, ngươi tự xem đi. Thần biết lỗi rồi, thần có tội, xin thái hậu tha cho. Thái hậu tha cho. Ngươi đề nghị lập hộp thơ là ngươi, nhưng không ngờ ngươi cũng là người đầu tiên bị người ta tố cáo để trừng phạt. Có thể nói là quả báo luân hồi, ác quả ác báo. Vì ta đã lập ra hộp thơ đồng này thì ta phải giữ lấy chữ uy tín. Nếu ngươi nhận tội thì ngươi biết rằng phải chết. Ngươi có còn gì để nói nữa không? Võ Sĩ đâu? Dạ dạ. Hãy mang nó ra ngoài, chém đầu lập tức. Tất vậy. Thái hậu ơi, quen cho thần lắm. Thái hậu ơi, quen cho thần lắm mà. Trời ơi. Võ Thành Tư. Dạ có thần. Về việc hợp thư đồng rất có hiệu quả. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ban khen cho muôn dân thiên hạ nếu có ai đưa thư mật báo, bất kể sĩ nông công thương hoặc là phàm phu tục tử, đều phong chức cho ngũ phẩm quan. Trên đường đi trọ tại phạm điếm quan xá và được ẩm thực theo cấp ngũ phẩm quan. Các quan lại địa phương không được thẩm vấn, người đến mật báo. Dạ. Khi đến thưa bẩm ta, nếu nội dung của sự thưa trình hợp với ý ta
thì ta sẽ thăng chức quan ngài. Nếu không muốn làm quan thì có thể lãnh tặng phẩm. Nếu nội dung không chính xác cũng có thể miễn tội. Hạ thần tuân chỉ. Lệnh của Thái hậu đưa ra, nhân dân bàn tán xôn xao. Về mặt khác, những sứ giả chuyển trình mật thư cũng cởi ngựa báo cho thiên hạ biết về thập đạo. Người kế tiếp. Bái kiến Thái hậu. Đứng dậy đi. Tạ ơn Thái hậu. Vậy họ của ngươi là gì? Tên của ngươi là gì? Muôn tâu Thái hậu, tiểu sinh mạng họ Tố, tên là Nguyên Lễ. Tố Nguyên Lễ. Ngươi là người của địa phương nào? Lẽ ra tiểu dân là dân Ba Tư, nhưng hiện nay đã quy thuận triều đình. Thật vậy à? Ngươi đến đây để tố cáo việc gì? Tiểu dân không có gì để tố cáo, chỉ đến để giúp đỡ cho Thái hậu. Nếu vì làm việc cho Thái hậu, dù có phải đối phó với ngàn kẻ địch, tiểu dân dù chết cũng không bao giờ từ nan. Vậy ngươi hãy ngước mặt lên để cho ta xem thử. Dạ. Vậy ngươi hãy lui ra đi và chờ lệnh ta. Dạ. Cuối cùng ta đã kiếm được người có tài để sử dụng. Người kế tiếp. Người kế tiếp. Quan lại nhiệm chức, lao tù lại càng hắc ám hơn, cũng như là địa ngục vậy. Số người chết quá nhiều. Dương của công chúa, đứa con thứ chín của Thái Tôn, còn hai đứa con trai thì bị đày đi ở Ô Châu. Có bộ bà muốn đoạt quyền thế giành ngôi hoàng thượng, chức phẩm của bà quá cao mà còn giành ngôi à? Mặc dù là bà không phải là hoàng đế của bản triều này, nhưng đâu có khác gì với hoàng đế đâu. Cũng may là nó không phải là hoàng đế. Tình hình nó cho thấy rõ, nếu bà không làm hoàng đế thì bà không chịu thôi đâu. Chúng ta là hoàng tộc của nhà Lý. Nếu Võ Thái Hậu được lên ngôi hoàng đế, chắc bà sẽ không tha cho chúng ta đâu. Bàn cờ của bà đã sắp sẵn rồi. Sau khi Cao Tôn hoàng đế đã băng hà, bà vì muốn an lòng hoàng tộc nhà Lý, bên ngoài cho thấy lễ độ thì tốt lắm, nhưng thật sự chúng ta không có thực quyền. Không thể để cho bà hoành hành nữa, chúng ta phải tự bảo vệ mới được. Phải bảo vệ như thế nào? Làm thế nào để bảo vệ? Lập tức liên lạc chư vương, đồng tâm hợp lực khôi phục Lý Đường. Đúng. Chúng ta sẽ kể tội tranh giành quyền thế để giết Võ Thái Hậu, để cho Lộ Lăng Vương có thể lên ngôi. Hãy quyết định vậy. Chúng nó cả gan muốn âm mưu tạo phản và muốn giết ta. Thái hậu, ý của chư vương là... Là cái gì? Tiểu thuần tử, vì chúng nó sợ ta sẽ thay thế nhà Lý mà lên làm vua.
Sao vậy được? Các ông cũng nghĩ rằng Thái hậu là... Ta là một người nữ lưu, có phải không? Công công, tại sao nữ lưu không được làm vua? Là do ai quy định? Đàn bà không làm vua được sao? Tiểu thuần tử, Quanh Nhi cũng là một nữ lưu, nhưng mà nàng không phải là một người bình thường. Vì nàng càng ngày càng rất giống ta. Người hãy ở đây mà tranh luận với nàng đi. Dạ. Công công, thời gian ta được gần Thái hậu không lâu bằng ngươi, nhưng Quanh Nhi thấy rằng Thái hậu không phải là một nữ lưu bình thường. Chẳng lẽ người còn không hiểu Thái hậu? Từ khi bà được làm Thái hậu, những gì bà làm đâu có chỗ nào không giống là vua, có điều nào không là minh quân đâu. Này cô Quanh à, ta không phải nói là Thái hậu không làm vua được. Ta muốn nói Thái hậu sẽ không bao giờ làm vậy. Tiểu thuần tử, tại sao ngươi lại biết rằng ta sẽ không làm như vậy? Không có ai được sanh ra là phải lên làm hoàng đế. Bất cứ là ai, bất kể là nam nữ, chỉ cần họ có một ý chí khoáng đạt, chỉ cần người đó có tài trị quốc bình thiên hạ, thì người đó sẽ được lên làm vua. Tiểu thuần tử, nếu mà ta thật sự muốn lên làm vua, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ bẩm Thái hậu, Thái hậu nói rằng không có ai khi sanh ra là phải làm hoàng đế. Nhưng mà cuộc đời nô tài đã phải hầu hạ người, bất kể người là Thái hậu hoặc là hoàng đế, cuộc đời nô tài cũng sẽ hầu hạ người. Tiểu thuần tử, người biết nói chuyện lắm, biết nói chuyện lắm. Được. Không bao lâu, sự nổi loạn đã được dẹp tan. Võ hầu bắt đầu tiêu diệt hoàng tộc của nhà Lý. Bà đã cho sứ giả Tô Hướng tự xử lấy sự nổi loạn này. Nhưng Tô Hướng không có bằng chứng của chư vương nổi loạn, cho nên bà lại cho hình quan Châu Hưng đi điều tra. Châu Hưng phát huy bản lãnh của mình, dùng cực hình tra tấn. Kết quả, bốn vị hoàng tộc chịu đựng không nổi những sự đau đớn và nhục nhã, đã tự kết liễu cuộc đời trong lao tù. Thần bẩm Thái hậu, hiện nay đã đến lúc rồi. Không, ta đây đang thiếu một thứ để quyết định về việc này. Thần không hiểu, xin Thái hậu chỉ bảo cho. Võ Thành Tư, từ xưa đến nay trong sách kinh có câu thâm chủng nhân tâm, là nữ lưu không được làm hoàng đế. Câu nói này cũng như câu một điều luật không thay đổi và không thể nào xâm phạm được, thì ta nhất định phải phá tan luật lệ này. Vậy ngươi có cách gì không? Xin cho thần được suy nghĩ. Ngươi nói đi, bây giờ đã đến lúc rồi. Vậy mà ngươi còn muốn suy nghĩ gì nữa? Thần... Quanh Nhi có vài lời muốn dâng lên Thái hậu. Nói đi. Từ xưa đến nay, để cho nhân dân thiên hạ tỏ lòng tôn kính, tâm phục khẩu phục, thậm chí không thể chống đối, là cái gì? Hay lắm, người nói hay lắm.
Võ Thành Từ, ngươi đã hiểu chưa? Thần tuân chỉ, thần xin cáo từ. Quanh gì, nếu như lần này ta thành công thì ngươi chính là đại công thần của ta. Xin tạ ơn Thái hậu, Quỳnh Nhi không dám. Quỳnh Nhi cô nương à, việc này làm sao vậy? Đại sư là chủ trì của quốc tự, danh tiếng Phật môn, cho nên tiểu quan mới gặp đại sư. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Lẽ dĩ nhiên ta phải theo lệnh. Hơn nữa điều này không những là được Thái hậu coi trọng, mà có thể bành trướng Phật môn ta. Xin đại nhân lập tức đi về bẩm cao, ta sẽ tiến hành ngay. Hạ quan xin cáo từ. Có việc mau trình, vô sự bãi triều. Thần bái kiến hoàng hậu, thần có việc muốn trình. Võ đại nhân, ông có biểu trình gì thì hãy trình lên đi. Bẩm cáo Thái hậu, chủ trì Đông Quốc tự Pháp Minh đại sư và chính vị đại tử đã có dịch xong xuôi văn đại kinh rồi, dâng lên Thái hậu. Tiểu thuận tử. Dạ. Bẩm cáo Thái hậu, Pháp Minh đại sư có nhắn thần thưa trình rằng trong kinh văn có một đoạn Phật tổ có nói với Trình Quang Thiên Nữ rằng người sẽ sanh ra tại dân gian trở thành dương nữ, nhân dân ba tánh tất cả phải phục tùng. Rồi thế nào nữa? Bẩm cáo Thái hậu, trong bốn cuốn kinh thư có ghi điều của Phật nói và giải thích rất rõ ràng. Thái hậu và người của Phật môn thời nay cũng là Phật Di Lạc Thái Sinh, phải ra mặt thay thế cho Lý Đường trở thành một vị vua của thiên hạ đó. Ồ, việc này có thật sao? Vậy ta muốn coi cho rõ ràng. Quả nhiên. Nè em lại nghe tôi nói nè, cứ bình tĩnh đi nghe tôi nói nè. Ở trong kinh Phật có nói đó, là bà Võ Thái Hậu á, là Bồ Tát Di Đà tái thế đó. Mấy ông biết chưa? Thôi ký tên đi, ông lên ông ký tên đi. Ta tất cả nghe đây. Hiện nay đã có sự chứng minh Thái hậu là Di Lặc Bồ Tát tái thế. Chúng ta nên đồng lòng thỉnh nguyện, mời Thái hậu mau mau đăng quang lên ngôi vua, để Thái hậu có thể ban hành các quốc sách tốt đẹp. Những người nào đồng ý điều này hãy mau mau đến đây ký tên đi. Nhân dân thỉnh nguyện Thái hậu lên ngôi vua. Đây là danh sách của nhân dân đồng lòng ký tên để thỉnh nguyện. Xin đại nhân chuyển trình cho Thái hậu.
đã đến lúc rồi. Hoàng thượng, trẫm quyết định tự động nhường ngôi cho thái hậu. Bẩm báo thái hậu, văn võ ba hoàng, nhân dân khắp nơi, các bộ trưởng bộ lạc và sứ giả các nước, Phật giáo và đạo giáo đều có thơ thánh nguyện trình lên. Tiểu thuận tử, quanh nhi. Dạ. Hôm qua có nhiều thư thỉnh cầu, nhưng ta vẫn chưa đồng ý. Ngày hôm nay lại có nhiều người có hảo ý như vậy, nhưng ta vẫn chưa có thể chấp nhận được. Hoàng thượng gia lâm. Bái kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Thần nhi xin mẫu hậu ban cho con họ Võ. Hoàng thượng, đó là lòng thành của thần nhi, xin mẫu hậu hãy chấp thuận cho. Ta không thể làm như vậy. Mẫu hậu, ta không thể làm như vậy. Tất cả hãy đứng dậy đi. Ta thôi thái hậu. Từ khi thái hậu lâm triều, thi hành chính sách tốt đẹp đã hơn 30 năm. Căn cứ theo điều trên, trẫm ra triều thư thỉnh nguyện thái hậu hãy chấp thuận nguyện vọng của dân chúng, lập tức lên ngôi nắm quyền cai trị. Đa tạ thái hậu. Thái hậu muôn năm. Dân ý tức là thiên ý. Nếu mà ta không chấp nhận nguyện vọng của muôn dân thì sẽ bị trời trừng phạt. Hiện nay hoàng thượng đã ra triều thư, cho nên ta phải tuân theo thánh chỉ và quý bái vì muôn dân thiên hạ. Hạ thần khấu kiến thế thần hoàng đế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả hãy đứng dậy. Tất cả hãy đứng dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm sửa đổi quốc hiệu là Châu, niên hiệu Nguyên Thiên Thủ, ra lệnh đại xá, do Lý Dương cầm đầu, đổi thành họ Võ, tiền hoàng thái tử Thanh Khí, phong chức làm hoàng thái tôn, phong Võ Thành Tư làm Di Dương, còn con của Võ Thành Nghiệp phong làm Trần Dương. Bất cứ ai họ Võ, cả đều được miễn phục dịch. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Bình công chúa. Xin mẫu hậu tha lỗi thần nhi đến muộn. Tất cả hãy bình thần. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng.
Sau khi Võ Mi Nương trở thành thánh thần hoàng đế của triều Đại Châu, tuy rằng phong Địch Nhân Kiệt làm thừa tướng, dùng người có tài thay đổi quan chế, Văn Tự và Võ Công được ca tụng một thời, nhưng tại vì cực đoan độc tài cai trị với sự khủng bố, và lúc Đường Trung Tôn Thần Long năm thứ nhất rước Lộ Lăng Dương Lý Hiển trở về để lên ngôi nhường lại ngôi vua